Tết đến khi nhà nhà người người phấn khởi đón xuân, cũng là lúc lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra, giữ vững địa bàn và trực sẵn sàng chiến đấu, tất cả đảm bảo sự bình an và hạnh phúc cho người dân thành phố Đà Nẵng trong những ngày xuân. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã có kế hoạch yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung đoàn 971, tiểu đoàn tăng thiết giáp 699 và các đại đội trinh sát, công binh thông tin đã tổ chức lực lượng trực chiến sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Hiện nay, tiểu đoàn tăng thiết giáp 699 đã tổ chức các lịch trực, phân đầu trực, làm nhiệm vụ chiến đấu 100% theo đúng quy định, muốn xuống lại được nghỉ trực theo đúng quy định. Ngoài ra, các phương tiện như xe BTR 152 đảm bảo 50 trực theo quy định, vũ khí, trang bị, đạn dược đúng thành phần, đúng quân số trực. Hiện nay, tinh thần toàn cán bộ chiến sĩ toàn chỉ đoàn luôn tâm tưởng sẽ hoàn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao. Dịp Tết Quý Mão 2023 dự kiến ngoài bộ đội thường trực, lực lượng dân quân 56 xã phường thành phố cũng đã tổ chức gần 1.000 đợt tuần tra với 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Từ ngày 20 tháng 1, dân quân thường trực sẵn sàng 100% quân số, 24/24 giờ, bám nắm các địa bàn để chủ động đảm bảo trật tự an toàn địa phương. Tết đến, nhà nhà quây quần cũng là lúc lực lượng vũ trang trực tăng cường để đảm bảo an toàn thành phố. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận đã xây dựng kế hoạch, đồng thời là tổ chức quán triệt giao nhiệm vụ cho cơ quan và các địa phương đơn vị để thực hiện nhiệm vụ sang chiến đấu. Đồng thời là huy động lực lượng trung đội dân quân cơ động của quận lên huấn luyện bổ sung, giao nhiệm vụ và luyện tập các phương án để tổ chức sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tết là dịp đoàn tụ gia đình, nhưng cũng là mùa cao điểm phức tạp tình hình an ninh trật tự. Chính vì vậy, lực lượng vũ trang thành phố vui xuân vẫn không quên nhiệm vụ đảm bảo an toàn địa bàn, lấy niềm vui trực sẵn sàng chiến đấu làm niềm vui chung, tất cả vì một mùa xuân bình an cho người dân thành phố.